quay trở lại với channel của Con Trendy. Ngày hôm nay là ngày gần như là cuối cùng của năm 2019 rồi. Hôm nay là ngày 30 tháng 12 và mình đang ngồi đây để tổng kết lại một năm 2019 của mình. Một năm mà có rất là nhiều sự thay đổi với Linh. Không biết năm 2019 của bạn thế nào, thế nhưng mà năm nay là năm đánh dấu sự nghiệp cũng như là sự trưởng thành trong tính cách của Linh. Linh cảm nhận là năm 2019 vừa qua là Linh đã thay đổi rất là nhiều, đã lớn lên rất là nhiều, đã đạt được nhiều thứ, có rất là nhiều niềm vui, có nhiều người bạn mới. Và suốt mấy ngày hôm nay thì Linh cũng đã nghĩ rất là nhiều về năm 2019 của mình. Năm 24 tuổi đã làm được những gì, đã có những trải nghiệm nào tuyệt vời nhất. Và video này thì sẽ để tổng kết lại một năm 2019 của Linh để xem là có những khoảnh khắc nào là tuyệt vời nhất nhá. Đầu tiên, và cái phần khắc đầu tiên và cũng là một cái rất là iconic của Linh và một hình ảnh mà các bạn nhớ tới Linh, đấy là tóc ngắn. Đây cũng là một quyết định khiến cho Linh được hỏi rất là nhiều là ai nói Linh cắt tóc thế, ai là người xây dựng hình ảnh cho Linh, hay là tại sao Linh lại tự nhiên đùng một cái quyết định cắt tóc. Thì Linh muốn nói là Linh là một người quyết định không vì một lý do gì cả. Mình rất hay đưa ra những cái quyết định mà kiểu hứng lên mình làm. Tóc là người xấu thì vậy. Có một cái điều mà các bạn hay cắt tóc thì sẽ cảm nhận được là nếu mà chúng ta đã bắt đầu cắt tóc ấy thì sẽ thấy là bị nghiện cắt tóc, cũng muốn cắt ngắn hơn nữa. Và khi mà Linh cắt đến đây rồi thì Linh nghĩ là tại sao không cắt ngắn hơn nhỉ, cắt đến đây đi. Và một cái lý do nữa là bởi vì có một chị người mẫu người Nhật mà Linh rất là thích, đấy là chị Hikari Mori. Linh cũng đã gặp chị ấy ở Fashion Week hồi đầu năm nay. Linh chưa bao giờ thấy cô gái châu Á mà cắt tóc ngắn trông dễ thương, trông cá tính như chị ấy. Và đấy cũng là một phần nào giúp Linh đưa ra quyết định cắt mái tóc như thế này. Đây các bạn, nếu mà bạn nào có biết về chị Hikari thì sẽ biết là đấy, Instagram của chị ấy là Hikari này. Đấy, và cái giây phút ý mà Linh cắt tóc ngắn thì Linh không cảm thấy tiếc một chút nào cả. Đây là một mái tóc mà gần như là không mất một công sức gì để chăm sóc. Giống như là ngày trước khi mà Linh tóc dài ấy, thì Linh phải chăm tóc rất nhiều bởi vì tóc Linh siêu yếu. Đấy là lý do các bạn không bao giờ thấy Linh nhuộm tóc hay là gọi là uốn xoăn mà luôn luôn có một mái tóc thẳng. Thế nhưng mà khi mà cắt tóc ngắn rồi ấy, thì gần như là chỉ có một kiểu tóc thế này. Hoặc là nếu mà đi sự kiện thì sẽ vuốt đẹp à, hay là vuốt sang bên trái, vuốt sang bên phải, vuốt 37 hay vuốt 46 hay vuốt 55, nói chung là các kiểu vuốt rất là đơn giản. Thực sự mái tóc ngắn là một thứ mà đã cứu rỗi cuộc đời Linh và khiến cho Linh không cần phải mất quá nhiều thời gian để chăm sóc nữa. Khoảnh khắc thứ hai, một khoảnh khắc rất là đặc biệt và cũng là lý do mà Linh đang ngồi đây nói chuyện với các bạn. Đấy là channel Quen Trendy. Quen Trendy thì được Linh lập vào đầu năm và video đầu tiên thì được public vào tháng 2 là video về make up này, mặc gì ngày Valentine, nghĩa là một cái lookbook cho Valentine, lễ tình nhân. Và đây cũng là video mà Linh thấy rất là bất ngờ vì được các bạn ủng hộ rất là nhiều. Và kể từ sau video đó thì Linh rất là được tiếp thêm nhiều năng lượng để có thể làm những video tiếp theo. Linh mà các bạn thấy ngày hôm nay thì đã khác rất là nhiều so với cái ngày mà quay cái video đầu tiên đấy. Bởi vì thực sự mình là một người rất là kém nói chuyện. Trước đây thì Linh nói chuyện không hay, kiểu giọng nói thì rất là bè ngang và không có âm điệu gì. Sau đấy thì nhịp nói chuyện cũng chậm. Và khi mà mình dựng video đôi khi mình còn phải tua nhanh cái giọng nói của mình lên để nghe cho mọi người đỡ chán. Quen Trendy là một cái nơi mà Linh có thể chia sẻ rất là nhiều về bản thân. Linh nhận ra là trước đây thì mình không chia sẻ nhiều về bản thân và mọi người biết đến mình một hình ảnh một cô gái lạnh lùng, ít nói hay là hơi nhút nhát. Bây giờ khi mà mình chia sẻ nhiều hơn và được mọi người đón nhận, mình nhận ra là hóa ra là sự chia sẻ nó có một sức mạnh lớn như thế. Nó là một mối quan hệ hai bên giữa Linh và các bạn. Chúng mình trao đổi cho nhau những câu chuyện, những điều tốt đẹp như vậy là một điều rất là tuyệt vời rồi. Khoảnh khắc thứ 3. Khoảnh khắc thứ 3 là cái khoảnh khắc mà Linh nghĩ là một dấu mốc rất là lớn trong sự nghiệp của mình. Đấy là dự Paris Fashion Week và fashion show của Louis Vuitton. Đây là lần đầu tiên mà Linh được tham dự một fashion show ở Paris Fashion Week. Để mà nói thì cái cảm xúc của mình nó quá là tràn ngập mỗi khi mà nghĩ đến cái lần tham dự đó. Một mình trong một khán phòng hơn 1.000 người đến từ khắp nơi trên thế giới, làm rất là nhiều ngành nghề, tất cả đều hội tụ ở đó. Và Linh cảm giác là bây giờ thế giới thực sự là một thế giới phẳng rồi. Mình là một cá nhân rất là nhỏ bé ở Việt Nam thôi, một cô gái, một cô người mẫu, và mình có cơ hội được đứng chung một khán phòng với tất cả mọi người ở đó, được cùng xem một show thời trang và được cùng tận hưởng cái không khí đó. Linh nghĩ rằng đó là một cơ hội rất hiếm có trong cuộc đời của mình. Và đây cũng là cái thời điểm mà Linh quay video nhiều nhất từ trước đến giờ. Linh chưa bao giờ mà làm video mà năng suất đến như thế luôn. Cả một chuyến đi Paris lần đó thì Linh quay đến 8 video và mình chỉ dựng được 6 video thôi. Cả một tháng trời là suốt ngày cắt
laptop sang nhà anh Dino để học dựng video và dựng xuyên đêm luôn. Và mình không ngờ rằng là 2 tháng trước đó mình là một người không biết gì về máy tính, thế mà anh Dino dạy cho Linh dùng Final Cut và Linh có thể dựng cả một cái video và thậm chí là 5-6 video trong vòng hơn 1 tháng trời, cả một cái chuyến đi Paris của Linh. Đấy là điều mà Linh khâm phục nhất về bản thân, và Linh nhận ra là mình có thể làm được bất cứ thứ gì mình thực sự mong muốn và mình thực sự yêu nó. Và thứ tư đây, YoYo chính là khoảnh khắc tuyệt vời thứ tư trong năm nay của Linh. Con đường mà mình và YoYo đã đi tự là trải qua một vài cái mốc quan trọng. Ví dụ như là cái hồi mà em mới về đây, em chỉ là một chú Yorkshire Terrier nặng 500g thôi, rất là gầy bé và rất là nhút nhát. Cái hôm mà em mới về đến nhà thì em bị sợ lắm, rất là nhát và trốn tít vào trong cái gầm cái sofa và không chịu ra. Làm cách nào cũng không chịu ra, khua tay và khua chân mà không chịu ra. Và phải đến khoảng một tuần sau thì YoYo mới thực sự là tin tưởng Linh. Sau khi mà quen thân nhau được khoảng hơn một tháng rồi thì YoYo lại bị ho rất là nặng. Cái thời điểm đấy cũng là thời điểm khá là đen tối với Linh, bởi vì là YoYo lúc đấy vẫn nặng chỉ có nửa cân thôi và lại bị ốm nữa và ho sụ sụ sụ. Thế là Linh phải trực tiếp làm bác sĩ, mỗi ngày thì đều phải tiêm cho YoYo 2 mũi. Các bạn tưởng tượng xem là một chú cún bé xíu như thế này mà phải mỗi ngày tiêm 2 mũi kháng sinh rất là đau và mong thương như thế nào. Và hồi đấy YoYo rất là sợ Linh luôn. Lúc nào cũng em ấy cũng bị trầm cảm và rất là sợ mỗi khi mà nhìn thấy Linh, bởi vì Linh sẽ biết là Linh sẽ tiêm. Nhưng mà sau khoảng một tuần ấy, YoYo đã khỏi ốm và gọi là Linh nghĩ là cũng phải nói là vượt qua cánh cổng tử thần. Và sau hồi đấy thì em ấy đã ăn rất là nhiều và đã rất là khỏe mạnh. Bây giờ thì được 2 cân rồi và rất là nghịch. Còn mới bị cắt bi nữa. Và rất là cảm ơn sự xuất hiện của YoYo với cuộc đời của Linh, bởi vì là mình đã học được cách chịu trách nhiệm cũng như là nhận được một tình yêu không điều kiện từ YoYo. Đây là người bạn mà quan tâm nhất đến Linh, Linh nghĩ vậy. Và Linh nghĩ rằng là đối với YoYo thì Linh cũng là tất cả của YoYo. Thứ 5 là khoảnh khắc Linh trở thành vô đét trong fashion show của anh Lâm Gia Khang. Đây là khoảnh khắc rất là quan trọng với Linh. Linh ấy thì thường tự nhận bản thân là chưa bao giờ tốt ở phần catwalk cả. Trước đây thì Linh là một người mẫu lookbook, phần lớn thời gian thì Linh dành cho shooting thôi, chứ chưa bao giờ thực sự đứng trên một đường runway catwalk cả. Vì vậy nên khi mà mình tham gia The Face 2017, cái thời điểm đó các bạn có nhớ rằng là Linh bị loại ở chính trong phần thi catwalk ở trong chương trình không? Cái mà giây phút mà Linh nhớ nhất ấy không phải là giây phút Linh bị loại, mà là cái giây phút mà mình là một trong những thí sinh đi ra để giám khảo lựa chọn. Và mình đã thực sự rất là run lúc đấy, cảm giác như là có một tấn áp lực nó đè vào mình. Và mình đi ra đấy và mình thực sự còn không tự tin để nhìn vào từng mặt giám khảo luôn ấy. Mình đã từng là một người nhút nhát như thế. Để mà đến bây giờ, sau 2 năm mà mình có thể tự tin trở thành vedette catwalk một cách rất là thoải mái, tự nhiên ở trong fashion show của anh Lâm Gia Khang, mình nghĩ rằng đó là một chặng đường khá là dài. Bởi vì Linh thấy rằng sự tự tin nó đến với mình không thể fake được nó. Linh đã từng nghe một cái câu mà rất là nhiều người nói, đấy là fake it until you make it. Nhưng mà Linh nghĩ rằng điều này không đúng. Chúng ta chỉ thực sự tự tin khi mà ta tin vào những giá trị của bản thân mình, và chúng ta thoải mái với những cái điều đang xảy ra xung quanh. Bởi vì mình được xuất hiện ở đó, được kết thúc fashion show của anh Khang với một chiếc váy rất là đặc biệt, như vậy đã đủ mình vui và mình hạnh phúc và mình tự hào với bản thân mình lúc đó rồi. Sự tự tin nó sẽ đến với mình dần dần khi mà mình đạt được nhiều thành tựu hơn, thành công hơn trong cuộc sống, cộng với việc mình hiểu về bản thân hơn và cảm thấy trân trọng những điều đã đến với bạn. Thứ 7, đấy là cái thời điểm mà Linh gọi là căng thẳng nhất trong thời gian vừa qua. Vào tháng 6 là cái thời gian mà mình làm video Why I Stop. Đây là thời gian mà mình cảm thấy hết năng lượng và hết tất cả cảm hứng làm nội dung. Linh nghĩ đây là một chuyện mà rất là nhiều người sáng tạo nội dung gặp phải, khi mà mình cảm thấy rất là áp lực mỗi khi mà phải sản xuất ra, phải làm ra một cái nội dung đi xa quá so với những cái lý do mà mình bắt đầu. Giống như việc mà Linh khi mà mình bắt đầu làm video với cái mục đích là chia sẻ cuộc sống của mình, chia sẻ những cái gì mình đang làm hay là những quan điểm của mình. Thế nhưng mà sau khi một thời gian mình làm video thì mình lại bắt đầu bị những thứ như là số view này, hay là comment này, hay là những nhận xét của mọi người bị ảnh hưởng đến cái việc mà mình làm nội dung. Những cái gì mình làm nó không còn ngây thơ và nó không còn đơn thuần như ban đầu nữa. Và mình thực sự có rất là nhiều câu hỏi rằng mình nên thế nào khi mà mình làm một công việc sáng tạo, thì thực sự là cái nguồn cảm hứng nó không đến với mình mỗi ngày được. Có những ngày thì nó chợt đến như là một cái bóng đèn tinh ra, nhưng có những ngày thì mình đợi mãi nhưng mà trong tâm trí của mình vẫn như mây mù. Cái việc sáng tạo chắc chắn nó không phải là một cái việc các bạn có thể làm hàng ngày, hàng giờ như cơm ăn 3 bữa được.
và nguồn cảm hứng thì nó đến rất là bất chợt. Mình không thể ép bản thân để tạo ra một cái gì đó nếu mà bản thân không muốn. Từ sau đó thì Linh cũng đã thư giãn hơn, relax hơn để làm bất cứ một nội dung gì đó. Với Linh thì cái cảm hứng nó đến nó rất là không đoán trước được. Có những lúc vài ngày mình không có cảm hứng làm gì, thế nhưng mà một ngày tự nhiên một ý tưởng nảy ra trong đầu Linh, và Linh bắt đầu cảm thấy rất là muốn làm nó thật nhanh, thật nhiều. Thì đấy thực sự là cách mà bộ não của mình làm việc. Kể từ đấy thì Linh cũng đã bắt đầu điều chỉnh lại nhịp sống cũng như là nhịp làm việc của mình hơn, để lựa chọn một cái thứ phù hợp nhất đối với bản thân và không gây áp lực cho mình nữa. Cái lúc mà mình căng thẳng thì mình nên gặp gỡ bạn bè và nhận những lời khuyên, được mọi người động viên và an ủi thì sẽ tốt hơn. Và các bạn thấy đấy, trong video Why I Stop mình cũng đã được nhận những lời khuyên rất là chân thành với mọi người, được chia sẻ rất là nhiều. Và kể từ đó thì mình cũng sẵn sàng mở lòng để chia sẻ những cái vấn đề của mình để mọi người cùng giúp đỡ và đưa ra lời khuyên. Và thực sự rằng là cái cảm giác mà khi được bạn bè quan tâm và đưa ra lời khuyên an ủi thì nó tuyệt hơn là việc mà mình cứ nằm ở nhà một mình trong không gian của mình và nghĩ về những vấn đề của mình. Giờ đến con số 8. Con số 8 là chuyến đi mà Linh nghĩ rằng là chuyến đi có nhiều trải nghiệm nhất trong năm nay của hồi bạn thân. Đấy là chuyến đi El Nido. Đây là một cái trải nghiệm mà Linh nghĩ rằng ai cũng nên có trong đời. Một trải nghiệm khám phá, một trải nghiệm du lịch tuyệt vời như thế. Đây là lần đầu tiên mà Linh được lặn san hô. Mình cũng được chèo kayak rất là hăng hái. Phải nói với các bạn rằng El Nido là một nơi quá là đẹp luôn. El Nido là một hòn đảo rất là nhỏ và khá là hoang sơ. Ở El Nido ấy, thì các bạn sẽ không tìm thấy những resort nó quá là sang chảnh hay là quá là hoành tráng, mà các bạn sẽ thấy những resort rất là nhỏ của chính người dân ở đây mở ra. Và Linh nhận ra là chính bởi vì điều đấy nên El Nido vẫn giữ được rất là nhiều những cái cảnh quan hay là những bãi dạng san hô vẫn còn gần như là nguyên vẹn. Khi mà được trực tiếp lặn và thám hiểm những cái dạng san hô đấy, nó là một trải nghiệm không bao giờ quên luôn, một trải nghiệm đắt giá nhất đời Linh. Linh nhớ là Linh còn thấy một con rùa nó bơi cạnh mình khi mà mình đang chèo kayak. Và một lúc sau thì Linh thấy một con gì nhỉ? Cái con mà nó có cái đuôi dài dài. Cá đuối, đúng rồi, con cá đuối. Đây là những cái con mà Linh không bao giờ nhìn thấy, các bạn không bao giờ nhìn thấy khi mà đi biển đúng không? Nhớ đến El Nido là một cái khoảng thời gian rất là tuyệt vời. Trong chuyến đi đấy thì chúng mình còn cùng nhau đi xe máy và đi một vòng xung quanh đảo, đi ra những cái bãi biển rất là xa. Nó giống như là các bạn đi phượt ý. Trên cái quãng đường đi xe máy đấy còn đi được một đoạn thì trời lại mưa rất là to, xong rồi lại hết mưa, xong rồi lại mưa rất là to, cảm giác rất là lạ. Linh nghĩ rằng El Nido là một địa điểm mà các bạn trẻ rất nên ghé qua, bởi vì trải nghiệm ở đấy rất là tuyệt vời, như là nướng cá ở trên đảo này, hay là lặn san hô, chèo kayak, đặc biệt là nước biển đấy siêu trong và hoàng hôn thì cực kỳ đẹp. Và trải nghiệm thứ 9 của Linh là học diễn xuất. Linh và anh Nino đã rủ nhau đăng ký một khóa học diễn xuất của cô Cây Thi vào hồi tháng 8. Nhưng mà em thiếu cái suy nghĩ trước đó để em vô tự nhiên thôi. Chúng mình cũng không mong đợi gì nhiều, thế nhưng mà diễn xuất là một cái mảng rất là thú vị. Và chúng mình biết rằng là việc học diễn xuất thì không chỉ giúp cho bạn hiểu hơn về việc diễn xuất hay là có cơ hội trở thành diễn viên, mà nó còn giúp cho bạn hiểu về bản thân cũng như là học cái cách mà thể hiện cảm xúc và trở nên sống động hơn ở trên camera. Ban đầu với cái mong đợi là học diễn xuất, thế nhưng mà Linh lại học được nhiều hơn những cái gì Linh nghĩ. Đấy là Linh đã tự nhận ra là bình thường mình đã không tập trung đến thế nào trong những cuộc nói chuyện. Bất cứ một cuộc hội thoại nào với bạn diễn thì nó cũng giống như là một cuộc hội thoại ngoài đời. Có một cái điều mà cô nói mình rất là nhớ, đấy là ở thời điểm hiện tại thì rất là nhiều người không có cái sự tập trung và cái sự quan tâm đủ cho cái người mà chúng ta đang nói chuyện. Ai cũng đang vội vã và đang rất là hối hả cho cuộc sống riêng của mình. Thế nên là khi mà mình gặp gỡ một ai đó, đôi khi mình không thực sự quan tâm đến những cái điều người ta đang nói hay là đang chia sẻ với chúng ta. Chúng ta đang bận check điện thoại hay là đang nghĩ về công việc phải làm hay là những cái deadlines mà khách hàng giục. Thế nên là chúng ta sẽ không sự tập trung và mở lòng với người nói chuyện. Giống như là bây giờ Linh đang diễn với bạn diễn của Linh, mà trong đầu Linh đang vẫn đang nghĩ là mặt mình trông như thế nào, không biết tháng này tiền điện trả chưa, không biết là tháng này mình tiêu bao tiền rồi, hay là tất cả những cái câu hỏi nó không liên quan đến cuộc nói chuyện. Thì vô tình Linh đang không quan tâm đến cái người nói. Linh nghĩ rằng là nếu mà bạn nào đang gặp vấn đề trong việc giao tiếp thì cũng nên đi học một khóa học diễn xuất. Và Linh hiểu rằng là một diễn viên tốt thì phải là một người thực sự rất là thấu hiểu cảm xúc của người khác, để có thể react lại, phản ứng lại những cái cảm xúc của người đó. Và Linh sẽ để một cái video ngắn ở đây, cái đoạn mà Linh và anh Dino cùng diễn một đoạn cảnh. Linh nghĩ là anh Dino sẽ kiểu phát điên lên lúc mà Linh để đây, nhưng mà bí mật nhá, để cho mọi người xem thôi. Sao phải ký? Thì ai bảo em hầu là xe cho em đi?
chế 3 tập rồi. Và thứ 10, chuyến đi châu Âu của Linh vào hồi tháng 10. Và chuyến đi này thì ngoài việc tham gia Paris Fashion Week thì Linh còn dành cho mình 4 ngày nghỉ ở Positano, là một hòn đảo rất là đẹp của Ý. Nếu mà bạn nào có xem kênh của chị Ngọc Trinh ấy, thì cũng chắc đã xem được những cái shoot hình rất là đẹp, rất là long lanh về Positano rồi. Thực sự là Linh cũng được trải nghiệm những cái điều tuyệt vời như vậy khi mà ở đó. Và Linh sẽ để đây một vài video rất là đẹp về Positano để các bạn ghé thăm nhé. Và cuối cùng, số 11. Chuyển đến một căn nhà mới. Đúng một năm trước, Linh cũng chuyển đến căn nhà khác. Tròn một năm sau thì Linh chuyển đến đây. Và nó như là một cái sự bắt đầu mới của Linh. Một sự bắt đầu mới sau một năm. Linh nghĩ rằng mỗi năm thì mình đều nên đưa ra cho mình mục tiêu và hoàn thành nó như một cái dấu mốc. Và đối với Linh thì là một chỗ ở mới. Đây thì là một chỗ ở rộng hơn và có nhiều món đồ mà Linh có thể quyết định hơn so với cái thời gian đầu mà Linh mới vào đây. Chỉ ở đến một căn nhà cơ bản, có những thứ mà chủ nhà đã có sẵn để cho thuê và vào đời sống để gọi là effortless nhất, để ít mất công sức nhất. Bây giờ nghĩ lại khi mà qua một năm mà mình đã có thể tìm cho mình một chỗ ở mới và có những cái thứ mình thích hơn và ấm cúng hơn thì Linh cảm thấy rất là vui, như kiểu là mình đã làm được một cái gì đấy cho cuộc sống của mình. Bây giờ thì Linh vẫn chưa sắm sửa cho nhà xong đâu, phải hơn một tuần rồi, gần 2 tuần mà Linh vẫn đang mua hoàn thiện nốt những thứ ở đây, những thứ để trang trí nữa. Và khi nào xong thì chắc chắn là Linh sẽ quay video để cho mọi người xem là căn hộ mới của Linh thì trông sẽ như thế nào nhá. Và đó là những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong năm 2019 của Linh. Nhưng mà cũng chưa hết đâu, bởi vì bây giờ Linh muốn dành tặng một vài món quà cho các subscriber của Linh, những người đã luôn ủng hộ Linh từ khi mà kênh Quen Trendy có 0 subscriber đến bây giờ. Gần 200.000 người đã theo dõi Linh từ suốt một chặng đường dài như vậy, đã luôn ủng hộ, động viên và quan tâm tất cả những gì Linh làm. Đây là những món quà mà Linh chuẩn bị cho các bạn ngày hôm nay. Quà đầu tiên dành cho các bạn đấy là set đồ make up của Clio. Có cushion này. Đây, cushion của Clio. Đây là dòng mà 48 giờ giữ rất là lâu. Và thứ hai là một bảng phấn má blusher của Clio. Ở trong đây thì có các shade phấn má màu hồng, màu cam này, hay là highlight màu hồng, hay là màu gold, rất là dễ đánh. Và một thỏi son cộng với một cây mascara. Đây, một set make up cho các bạn. Với món quà này thì Linh hy vọng là cô gái nhận được và sẽ có thể giúp cho mình xinh đẹp hơn mỗi ngày nhá. Món quà thứ hai là một chiếc túi cói rất là xinh. Đây là chiếc túi cói mà Linh được Dune London tặng và Linh vẫn chưa hề sử dụng. Chiếc túi này thì đựng được rất là nhiều đồ và Linh nghĩ là sẽ rất là phù hợp với những bạn gái nào có style nữ tính và hợp với mùa hè nữa. Và một món quà cuối cùng, một chiếc túi tote của Galeries Lafayette. Và ở bên trong thì mình đã chuẩn bị ở trong đây hai món quà cho các bạn đến từ Mơ Concept của anh Trần Quang Đại. Đây là một bộ vỏ gối họa tiết rất là xinh thế này, màu pastel. Và một set nến với cả tinh dầu thơm của Mơ đây, các bạn thấy không? Set nến và tinh dầu này thì có mùi thơm rất là dễ chịu và rất là relax. Thế nên là Linh nghĩ là bạn nào mà nhận được set này thì chắc chắn sẽ ngủ rất là ngon đấy. Và thể lệ của giveaway này rất là đơn giản thôi. Các bạn hãy comment ở phía bên dưới những khoảnh khắc mà tuyệt vời nhất trong năm 2019 của các bạn. Và nhớ là cùng với món quà bạn thích ở đây nhá, Linh sẽ chọn ra 3 bạn có comment mà nhiều like nhất để gửi tặng những món quà này. Và mình chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video này, video tổng kết cuối năm của Linh. Và hy vọng trong năm sau thì các bạn vẫn tiếp tục giữ tình yêu này dành cho mình. Mình xin hứa là sẽ làm ra thật nhiều nội dung thú vị và hấp dẫn cho các bạn nữa. Bởi vì là bây giờ thì thực sự mình đang có rất rất là nhiều idea thú vị trong đầu rồi. Và nếu đây là lần đầu tiên mà các bạn đến với kênh của em Trendy và bạn cảm thấy thích video này, nhớ ấn subscribe và ấn chuông để có thể đón xem những video tiếp theo của Linh ngay lập tức nhé.
Bây giờ thì đã là 1 giờ rưỡi rồi và Linh chỉ còn đúng 30 phút nữa để chuẩn bị cho chuyến đi Bangkok thôi. Thế nên tạm biệt tất cả các bạn và hẹn gặp lại trong video lần sau nhá. Bye bye.